Xin chào các bạn. Thuở nhỏ ở quê, chúng tôi không có nhiều điều kiện để ăn những món ăn vặt như hiện nay. Do đó, tôi thường đi tìm và tự làm một số đồ ăn vặt cho chính mình mà không cần phải đi mua. Mặc dù chúng đơn giản nhưng cũng rất ngon. Ngày xưa vào buổi sáng, mỗi khi mẹ đi chợ về, tôi hay lục trong giỏ để tìm bánh hoặc thứ gì đó để ăn. Nếu mẹ có mua bí rợ nấu canh, tôi sẽ lấy trái bí rồi chẻ nó ra ngay để lấy hạt. Tôi cho hạt bí vào một cái thau nhỏ. Khi đã lấy hết hạt từ trái bí đó, tôi thêm nước vào để rửa cho sạch hạt và loại bỏ những sợi ruột bí còn lại. Sau đó, đổ ra một cái gỗ cho gáo nước, rồi đem tất cả đi phơi khô. Trong thời gian chờ hạt bí khô, tôi vào nhà bếp lấy hũ đường của mẹ và bắt đầu làm kẹo. Thời đó, nhiều nhà thường sử dụng đường vàng, cục to và mềm hay còn gọi là đường hũ. Chúng tôi lấy một cái chảo nhỏ, cho vài muỗng đường ra chảo, tiếp theo bắt nó lên bếp và thêm một ít nước vào để làm đường dễ tan hơn. Chúng ta cần đun nhỏ lửa, đồng thời khuấy liên tục cho đường tan đều và không bị khét. Trong lúc tôi đang thắng đường, thì một đứa trong nhóm sẽ ra cây chuối sau nhà, tách lấy bẻ chuối và cắt một vài miếng mang vào. Một đứa khác nữa sẽ đảm nhận việc quốc nang che để làm que cầm cho kẹo. Khi đường đã chuyển sang màu nâu đậm, tôi nhấc chảo khỏi bếp và chế hỗn hợp đang nóng vào các bẻ chuối đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Tiếp đó đặt các que cầm bằng tre lên trên, rồi chờ cho hỗn hợp trên bẻ chuối nguội đi. Khi nguội, chúng sẽ cứng lại và rất dễ lấy ra. Bây giờ chúng ta đã có được những thanh kẹo tự làm rất ngọt. Mặc dù kẹo chỉ được làm bằng đường đơn giản, không có mùi thơm của cam hay của dâu, nhưng nó lại rất ngon với chúng tôi khi ấy. Vào buổi trưa, chúng tôi thường tụ tập trong vườn để chơi cho mát. Ở những bụi khóm bên cạnh bờ ao có mọc lên nhiều dây nhãn lồng bò phủ lên trên những lá khóm. Người lớn thường hái đọt của nó để nấu canh, riêng chúng tôi lại thích ăn trái chín. Tôi lựa hái những trái nhãn lồng chín có màu vàng hoặc vàng cam. Trái khi chín sẽ có vị ngọt, còn trái màu xanh ăn sẽ bị chua. Vì vậy, chúng tôi thường không ăn những trái xanh này. Sau khi đã hái được nhiều trái chín, tôi đi vào tìm một chỗ trống, lấy từng trái tách vỏ ra và chỉ ăn phần ruột bên trong. Trái nào càng chín thì ăn sẽ càng ngon. Sau khi đã ăn hết những trái nhãn lồng chín, chúng tôi tiếp tục đi theo bờ ruộng để tìm những cây bình bát ngoài cánh đồng. Trên những bờ ruộng lớn dọc theo con mương có mọc vài cây bình bát. Tìm một lúc, tôi thấy được hai trái bình bát màu vàng đã chín. Loại trái cây này khi chín sẽ có mùi rất thơm. Tôi hái hết cả hai trái mang vào nhà để dành. Chúng ta sẽ ăn chúng sau khi trái được chín mùi hơn vào ngày mai. Tới buổi chiều, hạt bí rợ phơi hồi sáng cũng đã khô. Tôi mang chúng vào nhà bếp, cho tất cả hạt ra chảo. Tiếp theo, tôi sẽ nhóm lửa, bắt chảo lên bếp, rồi đảo đều một thời gian. Khi hạt bí ngã sang màu cam đậm, tôi nhấc chảo xuống và cho hết chúng ra dĩa. Bây giờ, chúng ta đã có dĩa hạt bí gan để ăn ngay được. Hạt bí gan có mùi hơi ngán một chút, nhưng khi ăn lại rất giòn và ngon. Bạn có thể tách vỏ và ăn phần nhân hạt bên trong. Nhưng nếu ăn nguyên hạt, không cần bỏ vỏ thì sẽ giòn và ngon hơn. Hạt bí gan cũng giống như hạt dưa mà chúng ta hay ăn vào dịp Tết. Ngày hôm sau, hai trái bình bát đã chín mùi và vàng rực. Tôi lấy nó ra, rút vỏ cuốn phía trên, tách trái làm hai phần, rồi dùng muỗng cạo lớp vỏ đi. Tiếp theo, ta sẽ cho phần bình bát này vào ly. Thêm một ít đường cát cho ngọt, rồi dầm đều tất cả chúng với nhau. Hồi đó, chúng tôi xem bình bát là một loại trái cây dầm với mùi thơm rất đặc trưng. Ở quê tôi, dường như ai cũng biết ăn trái này cả. Đối với những người miền quê như chúng tôi, cây mít có gì đó rất quen thuộc. Mỗi khi mít có trái là chúng tôi vui lắm vì sắp tới sẽ có mít chín để ăn. Tôi thích nhất là mít nghệ, muối của nó có màu vàng rất đẹp và thơm. Khi ăn những muối mít như vậy, chúng tôi luôn nhớ giữ lại hột để nướng ăn ngay sau đó. Tôi nhóm lửa bằng bếp củi, tiện thể nấu luôn ấm nước. Sau đó sẽ tận dụng than để nướng hột mít. Khi than đã có đủ, tôi thảy hột mít vào trong bếp, rồi dùng đũa lật chúng qua mặt phía bên kia cho chín đều. Tôi canh bếp cho đến khi thấy vỏ của hột mít nứt ra hoặc bị trái xém đen là đã chín. Bây giờ chúng ta gấp hột mít ra khỏi bếp để lên tấm thớt bên cạnh. Sau đó dùng một thanh củi gõ lên hột vài cái cho nó bung lớp vỏ ra, rồi ăn luôn cho nóng.
Khi nướng nhiều hột mít cùng một lúc, chúng tôi sẽ gấp chúng ra một lượt để tránh bị khét và đập vỏ ăn ngay lúc đó, vì nếu để nguội sẽ không ngon bằng. Thuở nhỏ, bạn có từng nướng hột mít trong bếp, đi hái nhãn lồng hay ăn những món nào khác như trong video không? Hãy chia sẻ với mọi người trong phần bình luận nhé. Tạm biệt các bạn.